Hello anh em, hôm nay mình vừa tới shop và khá là bất ngờ khi mà shop vừa về một số cái mẫu flycam cây này. Thì đây là một cái mẫu mà phải nói là nó ngang ngang ngửa với cả flyby ấy nhá. Tức là nó cũng có đế react này, nó cũng có thanh carbon trong này này. Tức là trong cái phân khúc để chạy dài ấy thì flycam cây với cả flyby thì gần như là ngang ngửa nhau. Thì đây là một cái lựa chọn, nhưng mà một cái đặc điểm của Fly FK đó là cái form của nó ôm hơn. Nếu như Fly 3 thì nếu mà như anh chân của anh em nào to, cái cổ chân nó to hơn này, cái cổ chân nó to hơn, cái form cái chân nó dày hơn thì đi thì lại hợp hơn, thì Fly FK thì lại hợp với chân kiểu như mình ấy. Nó và cái vải của nó là vải Flyknit knit mà, cho nên là nó rất là ôm đó. Thì với cùng công năng, cùng cái hiệu năng, cùng để chạy dài, nhưng mà cái thiết kế của Fly FK thì lại hợp với những anh em nào mà chân mỏng hơn hay chân nó nhỏ nhỏ giống mình hơn. Còn với Fly 3 thì chân anh em to hơn thì đi lại hợp hơn. Đấy, thì cái đôi này là một cái đôi rất là hay để mà chạy dài với những anh em nào có cái bàn chân nó nhỏ nhỏ như kiểu mình, thì đi nó kiểu cái vải Fly Knit mà đi rất là ôm, và nó kiểu ôm sát chân mình giống như cỡ 4% ấy, đi cực kỳ ôm chân. Thì đây là một cái lựa chọn rất là hay khi chạy dài. Thì để mình có lẽ là mình sẽ trải nghiệm chạy dài trên đôi này và sẽ review thêm cho anh em một số cái thông tin về cái đôi này. Sắp tới bọn mình về một số cái lô màu xanh nữa, thì cũng để hỗ trợ và tức là thêm cái lựa chọn cho anh em trong cái phân khúc chạy dài, cũng như là với những anh em nào có cái bàn chân nó khác, nó khác kiểu nó không được dày, và nó cổ chân nó không không được to như kiểu Fly 3, thì hãy chuyển thì chuyển sang Fly FK thì đi sẽ hợp hơn. Mà cái công năng, cái hiệu năng để chạy dài thì nó không thua kém gì nhau cả đó. Thì mấy nữa mình sẽ có lẽ mình sẽ chạy thử để thử cái hiệu năng của nó đến cái mức nào để có thể review tới anh em nhé. Ok, bye bye.